Sivan Hassan, nữ vận động viên người Hà Lan, đã làm nên lịch sử tại Olympic Paris 2024 khi giành huy chương vàng marathon nữ với thời gian 2 giờ 22 phút 53 giây. Đây là lần đầu tiên Hassan thử sức ở cự ly 42,195 km tại Thế vận hội, và cô không chỉ xuất sắc về nhất mà còn phá kỷ lục Olympic tồn tại suốt 12 năm. Với tốc độ bứt phá ấn tượng trong 2 km cuối, Hassan đã vượt qua đối thủ Tigist Assefa của Ethiopia và giành chiến thắng một cách đầy bất ngờ. Chiến thắng này không chỉ khẳng định khả năng của Hassan ở các cự ly dài, mà còn giúp cô ghi dấu ấn đặc biệt với tổng cộng 6 huy chương tại các kỳ Thế vận hội. Hành trình của Hassan từ những km đầu đầy khó khăn đến màn bứt tốc ngoạn mục đã chứng minh bản lĩnh và ý chí phi thường. Đây chắc chắn là một trong những câu chuyện thể thao đáng nhớ nhất của Olympic Paris 2024.